Chào các bạn. Clip này chúng ta sẽ vẽ Tomoyo. Cô bé là người bạn rất thân của Sakura, thủ lĩnh thẻ bài. Bạn ấy sống trong một gia đình giàu có, nhưng không vì thế mà cô kiêu căng, tự phụ. Trái lại, Tomoyo sống rất tình cảm, tốt bụng và rộng rãi với mọi người. Chúng ta bắt đầu vẽ nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ khuôn mặt cho Tomoyo. Tomoyo là một cô bé rất xinh xắn, dễ thương. Bạn ấy có mái tóc dài. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ hai mắt cho Tomoyo. Cô lông mi đậm nha. À, những sợi lông mi cong lên rất là đẹp. Chúng ta vẽ con mắt còn lại cho bạn ấy. Tomoyo có một đôi mắt rất là long lanh, to và đẹp. Tiếp theo, chúng ta vẽ mũi và miệng bạn ấy đang cười rất tươi. Và vẽ phần tóc mái phía trước. Tomoyo có một mái tóc ngang, rất là ngộ nghĩnh đáng yêu. Và cài tóc. Tiếp theo, chúng ta vẽ phần đầu và tóc còn lại. Vẽ phần cổ. Phần cổ áo. Và tay. Bạn ấy đang đưa hai tay lên để cầm chiếc camera quen thuộc. Sở thích của Tomoyo là quay phim đấy. Tay bạn ấy đang giơ lên để cầm chiếc máy quay phim.
Và tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ tiếp mấy cây phim của Tomoyo nha. Ta tiếp tục vẽ phần tóc còn lại. Và phần thân trên của áo. Tomoyo đang bận bộ đồng phục đi học nha. Và chiếc cà vạt. Bạn ấy có mái tóc suông dài, còn đuôi tóc thì uốn hơi gợn sóng, rất là dễ thương. Và chiếc logo nhỏ nhỏ trên tay áo nha. Tiếp theo, chúng ta vẽ phần chân váy xòe. Và hai chân cho Tomoyo. Chúng ta sẽ dùng bút nét đậm hơn để đi những phần nét đậm cho bạn ấy nha. Chúng ta bắt đầu tô màu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tô cho chiếc máy vơi phim. Tiếp theo, chúng ta tô màu tóc cho bạn ấy.
chúng ta nhấn nhá lại phần tóc nha. Và chúng ta tô cài tóc, dẫn đường viền của chiếc áo. Đường viền của cà vạt đều có màu đỏ nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ tô phần chiếc áo cho Tomoyo. Bạn ấy đang bận một chiếc áo màu xanh rêu và chân váy màu trắng nha. Và cuối cùng chúng ta sẽ tô màu da cho Tomoyo. Chúng ta đừng quên tô chiếc miệng cho bạn ấy nha. Tô màu da phần khuôn mặt, bàn tay và chân. Vậy là xong rồi. Chúc các bạn vẽ Tomoyo thật là đẹp nha. Hẹn các bạn ở clip sau.